con cái của mình, với bạn bè của mình và với những cái người xung quanh để những cái kiến thức hay này ngày một lan tỏa. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những thủ thuật tính nhanh khác và để cho cái cuộc sống của chúng ta càng thêm phong phú hơn. Và xin một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.